Hello, hello, xin chào các bạn đã đến với Thuận Capital ngày hôm nay. Hôm nay là ngày 12 tháng 3 năm 2021 thì có thể nhiều bạn liên tưởng tới là ngày 12 tháng 3 năm 2020 thì chuyện đã xảy ra. Đó chính là một sự kiện gọi là Black Thursday hay là thứ năm đen. Đây là cái sự kiện mà chúng ta thấy được là dẫn đến tất cả thị trường đi xuống rất là mạnh sau khi mà thông tin cái sự lo ngại liên quan tới dịch bệnh bắt đầu bùng nổ ở Hoa Kỳ thì chúng ta thấy được trị ngày hôm nay cũng có một cái đợt điều chỉnh đi xuống và đi xuống rất là đột ngột nhưng mà lại đi lên rất là đột ngột các bạn thấy được là giá bitcoin cách đây khoảng chừng là 24 giờ thì đã muốn phá cái đỉnh cũ lên đỉnh mới nghĩa là trên 58 000 nhưng mà các bạn thấy được là từ thời điểm đó thì đã có cái đợt đi xuống điều chỉnh rất là mạnh xuống tới cái mức đi còn có 55 000 mà thôi nhưng mà sau đó giá đã đi ngược trở về bây giờ mức là 57 200 coi như là cũng như là cái giá ngày hôm qua chúng ta sẽ nói về cái tình hình này đây là một cái điều ngày càng nhiều bạn rất là quan tâm đến thì đây là một cái tin tức liên quan tới sàn binance có phải là đang bị điều tra bởi CFTC hay là không nghĩa là cái ban quản lý hợp đồng tương lai của Hoa Kỳ chúng ta sẽ nói về cái thông tin này chúng ta cũng sẽ nói về cái thông tin uh, liên quan đến cái sự lo ngại của lãi suất lại tiếp tục xuất hiện một lần nữa chúng ta nhìn chung vào thị trường chứng khoán nói chung chúng ta cũng sẽ nói về một số những cái thông tin như là liên quan đến cái ngày này một năm trước thì tình hình là như thế nào và chúng ta sẽ liên tưởng tới là lúc đó thị trường đã đi xuống như thế nào nhưng mà nào mà mới đi tham gia để các bạn có thể hiểu được là bất cứ lúc nào cũng sẽ có một cái sự kiện có thể các bạn không ngờ đến có thể dẫn đến là giá cả đi xuống 40 50% cho một ngày là một chuyện rất bình thường chúng ta sẽ nói tới những cái thông tin liên quan để đợt tăng trưởng kỳ này cũng như nói tới cái sự tăng trưởng của Bitcoin và điều này có ý nghĩa như thế nào và chúng ta cũng sẽ nói tới cái thông tin của EIP 1559 của Ethereum tại vì Ethereum vẫn là một cái trọng tâm mà nhiều bạn đang quan tâm đến ở thời điểm hiện tại và Trước khi mà chúng ta đi vào thêm chi tiết thì cũng như thường lệ tất cả chỉ vì mục đích thông tin và không được xem là lời khuyên đầu tư và nếu như mà các bạn thích cái video này hay là các bạn thích những cái video tương tự thì mình đừng quên nhấn cái nút like và đăng ký vào kênh để giúp kênh được tiếp tục phát triển và đương nhiên như bạn nào mà muốn nhận được những thông tin mới nhất và nhanh nhất thì các bạn nên theo dõi Thuần Capital trên những mạng xã hội như là Telegram, Facebook và Twitter. Những cái link sẽ nằm ở bên dưới cái video này các bạn bấm vào để mà theo dõi Thuần Capital trên những cái mạng xã hội để nhận được thông tin mới nhất và nhanh nhất và cái video này được tài trợ bởi sàn probit đây là một sàn mà thường đã chia sẻ với các bạn trong một cái video gần đây, đó chính là cái đây hai ngày giới thiệu sàn Probit. Thì sàn Probit là một cái sàn mà có rất nhiều đồng trên đây. Chúng ta cũng đã nói tới là là một sàn mà giao dịch spot, các bạn có thể giao dịch rất nhiều những cái loại đồng mà nhiều sàn khác không có. Cũng như là các bạn có thể mua những cái IEO, những cái token mới ra lò. Nhưng mà đặc biệt là sàn Probit có những cái sự kiện như là cái sự kiện mua đồng giảm 50% và hiện bây giờ là các bạn thấy được là trong thời gian là 3 ngày 6 ngày nữa thì cái sự kiện liên quan tới Polkadot sẽ diễn ra thì các bạn thấy được đó sự kiện này như thế nào? Nói một cách đơn giản là các bạn thấy được là cái sự kiện này sẽ cho các bạn mua cái giá của đồng DOT giảm đi 50%. Như vậy thì làm sao các bạn có thể mua được? Thì các bạn có thể mua bằng cách là các bạn bấm vào cái link bên dưới video này để mà tìm thấy à, những cái thông tin liên quan tới là các bạn cần phải sử dụng đồng PROD của sàn Probit để mà mua Polkadot với cái giá là giảm 50% Và các bạn mua nó chỉ là giới hạn mà thôi, các bạn thấy được là tổng cộng sẽ có 10.000 đồng USDT giá trị của đó sẽ được bán với cái giá là giảm 50% Thì các bạn stake đồng Prod càng nhiều thì cơ hội các bạn được mua thì càng nhiều Nhưng mà các bạn thấy được nếu mà quá nhiều người tham gia vào sự kiện này thì nó sẽ phân phối dựa theo là cái số đồng Prod đồng ở trên sàn của Probit mà các bạn có trong tay những nguyên tắc về bán trên ProBit độc quyền các bạn có thể bấm vào cái link bên dưới để mà tìm hiểu thêm về việc là các bạn làm sao để tham gia vào cái sự kiện này tham gia vào đồng prod và sẽ nhận được bao nhiêu đồng Polkadot và đương nhiên nếu các bạn muốn tìm hiểu những cái ưu đãi liên quan tới những cái sàn khác như là sàn Binance hay là các bạn thấy là những sàn như là MT, FTX uh, Binance, US, Coinbase, BlockFi, Crypto Coin vân vân thì bạn có thể tham gia bằng cách tập bấm vào cái link bên dưới các bạn sẽ tìm thấy những cái ưu đãi như là giảm phí giao dịch cũng như là các bạn có thể nhận được những cái bonus khi mà tham gia. Chúng ta bây giờ hãy trở lại để mà trước hết nói về Bitcoin đi. Thì chúng ta thấy được là giá Bitcoin đó sau khi mà có cái đợt đi xuống mạnh này. Thì chúng ta nhìn chung vào trong thị trường đó. Thì thị trường ngày hôm nay thì phần lớn là màu đỏ. Các bạn thấy đâu có một số đồng cũng rất là đỏ như là đồng BNB đồng Cardano, đồng Binance và BNB có sự đi xuống mạnh thì cũng dễ hiểu tại vì đây là thông tin rất xấu đối với lại sàn Binance nhưng mà thông tin này vẫn là một tin đồ mà thôi Thôi sẽ chia sẻ chi tiết một lát nữa chúng ta bây giờ nhìn chung thì các bạn thấy được phần lớn là màu đỏ có một số đồng màu xanh như là đồng sushi, đồng Madic, Madic thì vẫn tiếp tục tăng trưởng mạnh sau khi mà cái thông tin là đã có mặt ở trên sàn Coinbase thì chúng ta nhìn chung những đồng lớn đi các bạn thấy được là những đồng lớn ngày hôm nay đồng refresh cái trang Coinbase này để mình thấy thông tin mới nhất thì chúng ta thấy được là Bitcoin thì coi như không thay đổi nhiều. Các bạn thấy là bây giờ mức là 57.300 dựa theo con Gecko thì cũng tương tự như là cái giá cách đây 24 giờ ở trên trang web này. Chúng ta nhìn vào Ethereum đi thì xuống 2,8%, Binance Coin đồng BNB thì xuống 10%. Thì chúng ta bây giờ hãy chú tâm nói với đồng Binance Coin này đi. Các bạn thấy được là chúng ta nhận được thông tin đó, thường đã chia sẻ những mạng xã hội đó là Good Morning các bạn mới thức thì đã thấy là toàn màu đỏ. The Block Crypto, đây là một cái trang web mà chuyên chia sẻ những cái thông tin liên quan đến thị trường crypto này chia sẻ là sàn Binance bị CFTC hay gọi là ban quản lý hợp đồng tương lai USD điều tra về việc cho phép người Hoa Kỳ dùng future như là hợp đồng tương lai ở trên sàn Binance. Chúng ta đang nói tới đó là sàn Binance.com, cái sàn Binance quốc tế mà nhiều bạn biết tới chứ không phải để chúng ta nói về cái sàn Binance Hoa Kỳ. Sàn Binance.com là một sàn mà không có đăng ký ở Hoa Kỳ để mà phục vụ người dùng sử dụng futures. Và bây giờ tin đồn là sàn Binance.com đang bị điều tra bởi CFTC Thì đây là cái thông tin mà không chỉ có ở The Block Crypto mà The Block Crypto lấy cái thông tin này đến từ Bloomberg Cho nên nhiều người cũng lo ngại về thông tin này Và thường đã chia sẻ thêm đó Đây là thông tin bắt nguồn từ Bloomberg từ một người ẩn danh Có nghĩa là cái người này đã đưa thông tin cho Bloomberg nhưng mà không nói rõ họ tên Có nghĩa là cho tới hiện bây giờ chúng ta vẫn chưa có bất cứ một người nào, một thông tin chính thức nào Được chia sẻ bởi CFTC hay là bất cứ một ai Đứng ra nói đã xác nhận là sàn Binance bị điều tra và thậm chí các bạn thấy được CZ có nghĩa là CEO của sàn Binance đã bác bỏ nói đây là một cái thông tin gây ra cái sự hỗn loạn trên thị trường các bạn thấy được là chúng ta hãy tiếp tục chờ đợi coi coi là ai nói đúng ai nói sai nhưng mà sáng nay CZ của Binance đã lên trên cái ứng dụng là cái ứng dụng Clubhouse và đã chia sẻ rất mạnh mẽ là ông ta nghĩ đây chỉ là một cái thông tin chia sẻ để gây ra cái sự rối loạn trong thị trường mà thôi và các bạn thấy được nếu như mà sự thật đi nữa thì đây không phải là cái lần đầu tiên mà một cái sàn giao dịch bị điều tra bởi CFTC Một sàn mà chúng ta cũng đã biết bị điều tra trước đây đó, đó, chính là sàn Bitmax Và các bạn cũng biết kết quả Cách đi vài ngày đó thì có một điều là sàn Binance đã mướn một người tên là Max Baucus Người này là một người mà cũng rất có tiếng tâm, là một người đã phục vụ nhiều thập kỷ tại Thượng viện của Hoa Kỳ và sau đó là đại sứ Trung Quốc để giúp công ty điều hướng bối cảnh pháp lý của Hoa Kỳ để hỗ trợ pháp lý. Chúng ta hãy xem có được thực hư của cái thông tin này như thế nào, có chứng nhận được hay là không. Nhưng mà cho đến bây giờ vẫn chưa có một thông tin nào chính thức cho thấy là sàn Binance.com là đang bị điều tra bởi chính phủ của Hoa Kỳ hết. Và nhiều bạn hỏi thuận là liên quan tới Bitmax thì tình hình như thế nào? Có thể là nhiều bạn ít khi theo dõi hay là theo dõi sau khi mà sàn BitMEX sự kiện này đã qua rồi thì đây là một cái sự kiện mà đã xảy ra vào tháng 10 của năm ngoái năm 2020 thì chúng ta thấy được đó là sàn BitMEX trước đây coi như là cái sàn giao dịch futures margin rất lớn có thể nói là lớn nhất của thế giới trước khi chúng ta có những cái lọt những cái sàn cho giao dịch margin và future sau này thì lúc đó ra sàn Bitmax là cái sàn mà coi như là sàn lớn nhất của thế giới và sàn này các bạn thấy được đó là đã bị cáo buộc bởi CFTC nói là cái sàn Bitmax này đã phục vụ cho người Hoa Kỳ nhưng mà không có giấy phép cũng như là cũng có tình dụng những cái hacker nghĩa là những cái người mà họ hát xong rồi có số tiền đó đưa lên trên sàn BitMax để mà rửa tiền hay là những người mà giao dịch bất hợp pháp họ sử dụng sàn BitMax để mà rửa tiền thì các bạn thấy được sau đó đó thì Fed đã đệ trình các cáo buộc hình sự có nghĩa là các bạn thấy được đây không chỉ đơn giản là đóng phạt mà bây giờ đó là cuộc với của Hoa Kỳ là Fed đã đưa ra cái thông tin là họ muốn cáo buộc hình sự CEO của sàn BitMax là Arthur Hayes và những cái founder khác như là Benjamin DeLo, Samuel Reed và Gregory Dwyer. Các bạn thấy được là ba người này thì bây giờ đã nằm trong tay của chính phủ nhưng mà chúng ta thấy được là một trong những người mà vẫn đang chưa có bị bắt đó chính là Otto Hayes thì Otto Hayes bây giờ đã vẫn đang ẩn trốn nhưng mà nhiều người nói là biết Otto Hayes đang ở đâu nhưng mà có nhiều thông tin nói là tới tháng tư như là tháng sau thì Otto Hayes sẽ tự ra đầu thú thì các bạn thấy được đó là cái sự kiện của sang Max là một sự kiện cũng rất là lớn và cũng dẫn đến nhiều cái sự lo ngại nhưng mà các bạn thấy được là sau đó thì thị trường vẫn tiếp tục tăng trưởng mà thôi. Binance tuy là một sàn rất lớn, các bạn có thể nghĩ là nếu như mà lỡ như thôi, tôi không nói là cái tin tức thật. Tại vì các bạn thấy anh thường đã chia sẻ một cái thông tin nữa là các bạn có thể biết thường sống ở Cali, sống ở Hoa Kỳ thì cái tin đồn liên quan tới CFTC điều tra Binance ngưng cung cấp dịch vụ cho Hoa Kỳ đó đã, đã bắt đầu từ năm 2019 rồi có nghĩa là các bạn thấy là từ năm 2019 thì sàn Binance com đã không có phục vụ người dân của Hoa Kỳ và ngay cái bản thân thuận cũng không thể mở chương mục Futures cho nên họ quản lý cũng khá là chặt chẽ cho nên thường không có nghĩ là sàn Binance sẽ là mẫu như vậy nhất là các bạn thấy được là họ cho người Hoa Kỳ giao dịch đó, thì cái lợi nhuận cũng không có nhiều bằng sự phiền phức cho nên họ mới bỏ tiền bạc ra để mà gây dựng Binance US để mà phục vụ người Hoa Kỳ chứ nếu không họ cũng không cần phải tự tạo ra một công ty mới tốn rất nhiều tiền của để mà mở một cái sàn Binance US phục vụ Hoa Kỳ cho nên tôi không nghĩ là nếu họ đã bỏ công sức ra để mà gây dựng sàn Binance US một lý do gì mà sàn Binance.com lại chịu mạo hiểm như vậy